Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 10, thứ ba rồi cả nhà. Giờ này cũng trưa rồi. Em muốn chúc cả nhà mình có một buổi trưa vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Quay trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và tổng hợp những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Lời nói đầu tiên thì cho Tài xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị, cô dì chú bác trong và ngoài nước đã yêu thương, ủng hộ và cũng như là có những lời động viên, lo lắng cho Tài trong thời gian qua. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Phải nói rằng á là một tình cảm yêu thương vô cùng to lớn của cô chú anh chị mình và những lời động viên dành cho Tài cảm thấy rất là ấm lòng của chú anh chị. Trong lúc những Tài gặp khó khăn, trong lúc Tài gặp gọi là bị tấn công đó thì cô chú anh chị mình có động viên và cũng như là ủng hộ rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha cả nhà. Rồi, bây giờ thì em xin phép tổng hợp và chia sẻ những thông tin mà cô chú anh chị mình quan tâm nè cả nhà. Em chia sẻ lại cái ngày ngày 13 tháng 10, cái ngày mà shop Tý Chăm khai trương đó cả nhà, được rất là nhiều sự yêu thương của cô chú anh chị, cộng đồng mạng từ xa trong và ngoài nước yêu thương ủng hộ. Bên cạnh đó thì có mấy anh chị em yêu thương đến để ủng hộ và cũng như là chúc mừng khai trương của shop chị Bích Trâm và anh Linh Tý cả nhà, có chị Ni nè, có chị Hồng Loan nè, đó có anh Huy Lê Bồ Xô và một số anh chị bạn bè thân thiết của anh Tý và cũng như là chị Trâm. Shop tuy nhỏ nhưng rất là ấm cúng nha cả nhà, đầy đủ mặt hàng luôn, từ đồ ăn vặt cho đến mỹ phẩm. Cô chú anh chị mình ở gần số 462 sẹt B7, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta ghé vào đó để lựa chọn những món hàng mà mình yêu thích và có thể gặp được Linh Tý và Bích Trâm nha quý cô chú anh chị. Đường đi rất là dễ dàng. Chúng ta có thể đi hẻm 462 hoặc là chúng ta có thể đi cái hẻm 458 ngay chỗ siêu thị Sachamart, siêu thị Sài Gòn đó cô chú anh chị, hoặc là ngay chỗ cái cầu vượt 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương Thành Thái đó, ngay cầu vượt chỗ đó đó thì cô chú anh chị mình sẽ thấy là hẻm 462 và hẻm 458, đi hẻm nào cũng được nhưng mà em khuyên cô chú anh chị mình đi hẻm 458 sẽ dễ hơn, dễ đi hơn vì hẻm nó to và đi nó dễ dàng hơn nha. Ngày khai trương của chị Trâm và anh Tý thì diễn ra rất là suôn sẻ và cũng như là trong cái niềm vui của cô chú anh chị mình có những lời chúc mừng. Ngày khai trương cô chú anh chị biết không ạ? Mà có một cơn mưa rất là to. Người ta thường hay nói á, là xây nhà nè, động thổ nè, hoặc là làm bất cứ chuyện gì đó, khai trương đồ đó cô chú anh chị thì có một cơn mưa thì đó là lộc, là phước, là mát mẻ cho ông trời ông ban tặng cho. Thì em tin chắc rằng chị Trâm và anh Tý đó sẽ được cô chú anh chị mình yêu thương gần xa ủng hộ nha. Đó thì bên cạnh đó thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, anh Tý và chị Trâm đâu có đụng chạm gì đến chị Heo đâu, nhưng mà chị Heo lại tiếp tục kiếm mối cô chú anh chị, kiếm mối lên chửi anh Tý và chị Trâm, chửi đủ thứ cho cô chú anh chị, nói rằng là ở cái nhà bên nào đó, cái nhà ở chỗ nào đó mà hôm bữa bị thằng Đôn Lằng tìm tới đó cả nhà, bị động ổ rồi nên giờ đi. Bây giờ thì mở tiệm, mở shop nên bắt buộc phải show địa chỉ ra để cho mọi người biết tới mà mua. Chứ ngày xưa thì giấu nhà, giấu địa chỉ gì đó. Cô heo tai xanh này, cổ tỏ vẻ rằng á, là anh Tý và chị Trâm sợ cô ta. Đó, thì cô chú anh chị không? Còn có hăm dọa anh Tý và chị Trâm hãy bớt bớt lại, im lại. Không thì sẽ bị nhổ nanh chuột, nhổ nanh gì đó cô chú anh chị. Thật sự mà nói đây là cái sự việc mà gọi là người ta không có đụng nhưng mà cô ta thì đi kiếm mối, anh Tý và chị Trâm không có đụng chạm gì tới cô ta hết trơn á, mà cô ta đi kiếm mối cô chú anh chị. Thì cái động cơ và cái động thái của cô ta thì cô chú anh chị cũng biết rồi, vì sao mà phải đi kiếm mối như vậy, chắc có lẽ là có gì đó nha cả nhà. Để em chia sẻ đến cả nhà mình chút xíu như nè, em được thông tin từ những cô bán trà đá, những cô bán hột é dĩa hè, có thông tin cho em biết được một thông tin như thế này. Nghe nói là cô heo tai xanh này á là cô ta chửi mướn, chửi thuê. Cả nhà mình thấy heo tai xanh vải cái túi đeo cái túi LV không cả nhà? Hai cái túi mới chát luôn, mới tinh luôn, mới ken xà beng luôn cô chú anh chị mình thấy không ạ? Đó thì hai cái túi này á mọi người đồn đoán rằng á là của Phương Mama với lại Vũ Công Công tặng cho heo tai xanh để heo tai xanh đi chửi thuê, chửi mướn, nhưng mà không có đâu cô chú anh chị. Sự thật đó là sai rồi, thông tin đó là sai rồi, không đúng đâu. Cái sự thật á là cái nguồn kim ngân á, cái nguồn gọi là ngân lượng đó từ bên đảo á, bên đảo nha, bên đảo
Kuta là heo tai xanh mà, thì nó nằm ở cái đảo heo gì đó cô chú anh chị. Nó gót tiền về cho cô ta chửi bất chấp, mỗi lần chửi là phải đủ thời lượng, đủ thời gian, đủ cái chữ chữ đờ mờ rồi cái nhà đó, thì cô ta chửi bất chấp thì có tiền nha. Đó thì em nghe mấy chị bán trà đá, mấy cô bán học é, mấy chị bán rau cải ở dưới hè đó, mấy chuyện đó là thông tin biết hết rõ ràng lắm cô chú anh chị. Nghe đồn là như vậy, cô chú anh chị mình không tin đi hỏi lại đi, thông tin là chính xác nha, là tiền từ ở bên đảo, ở bên bển gửi về đó. Thì cô ta là heo tai xanh mà, thì phải từ cái đảo heo gì đó gửi về. Không tin thì cô chú anh chị mình, em nói này thế nào bà cũng nhột, thế nào cũng nhột lên chửi nữa, chửi em nữa cô chú anh chị chắc chắn luôn, tại vì thông tin đúng mà, thông tin chính xác mà. Hai cái túi đó không phải là của Phương Ba Mai với Vũ Công Công đâu nha, thôi hai cái túi đó là của người khác nha cả nhà. Đó cả nhà chửi thề thấy mà. Đây nè, đối với những anh em mà làm YouTube mà kiếm view á, kiếm like á, thì nó là chuyện bình thường, là cái chuyện cô chú anh chị mình dễ biết lắm, ngày nào cũng phải làm video, ngày nào cũng phải đi tìm thông tin để quay gửi đến quý cô chú anh chị mình. Còn đối với những người mà chửi thề chửi mướn á, họ không có lên video thường xuyên đâu, họ ngồi họ like thôi à, live stream thôi cô chú anh chị, live stream thôi à, like mà đâu có bao nhiêu người coi đâu cả nhà. Like không có bao nhiêu người coi hết trơn á, thì cả nhà mình nhìn cái kênh nào á mà nó rảnh á, nó ngồi nó rảnh mà nó chửi á, thì nó đó đó toàn là tiền á, tiền ngân lượng đổ về không cô chú anh chị, mà ngân lượng từ bên đảo về nha, chứ đừng có chửi Phương Mama Vũ Công Công nữa. Phương Mama Vũ Công Công không có đổ tiền đâu, mà là bên cái đảo nó gửi về đó. Bây giờ thông tin đã lộ ra là chị Trâm và anh Tý có chia sẻ một dòng trạng thái như thế này nè: mấy bữa giờ lo shop, lo cái shop buôn bán không ai không đụng ai, mà nghe con heo nọc ha, nghe con heo nọc sủa gọi tên vợ chồng tôi, loại đó thọc tiết nó 10 lần cũng không đã gan tôi, cha mẹ nó nghiệp nặng lắm mới đẻ ra nó cái loại súc sinh đó cô chú anh chị. Chị Trâm có lời chia sẻ đến lại heo tai xanh đó, chia sẻ đến heo tai xanh. Người ta lo buôn bán, người ta không có đụng chạm gì tới heo tai xanh hết trơn á, mà con heo nó cứ gọi tên là vợ chồng anh Linh Tý và chị Bích Trâm mãi luôn cô chú anh chị. Đó, thì cái loại này thì thọc tiết 10 lần thì cũng không đã, nó thật sự mà nói là cần phải có người trị cái con heo này, chứ con heo này nó thành tinh rồi. Nó đụng ai nó cũng cắn, nó đụng ai nó cũng liếm. Cô chú anh chị mình còn nhớ không ạ? Cái bữa mà đám tang của mẹ nghệ sĩ gì Sang Sang đó, em quên mất tiêu rồi. Bả đòi liếm em đó cô chú anh chị mình nhớ không ạ? Bả đòi liếm em đó. Bả tự cho mình là bả là một đống cứt. Bả cho rằng bả là đống cứt. Tài, tài ơi tài, chị ngồi một đống trình hình như đống cứt đó tài, sao em không đến quay chị? Tài, tài ơi tài, vậy là không được nha tài. Tài làm như vậy là không chịu nha, chị không chịu nha, tại sao không quay chị? Đó. Đến đến cho chị đóng cức mà đến quay chị làm gì, nó thúi quắc thúi ình nó mà quay cái gì cô chú anh chị. Em cũng đã chia sẻ rồi là trên kênh của em á, là em quay những thần tượng của em, những người em yêu thương, những người em ủng hộ, những ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng, những ca sĩ nghệ sĩ mà em yêu quý. Nó bây giờ là như là quay Hồng Loan nè, Hồng Ni nè, Linh Tý, Bích Trâm nè, nhà báo Sông Minh nè, Má Quốc Tư nè, Má Tư Quốc Thanh nè cô chú anh chị, ai nữa, chị Ba Bình Tinh nè đó, ai nữa, anh Nhật Minh nè, ca sĩ Trường Bảo đâu nè cô chú anh chị đó, còn ai nữa cô chú anh chị, còn rất là nhiều nghệ sĩ Ngân Tuấn nữa nè, chú Ngân Tuấn nè, sống rất là tình cảm tình nghĩa cô chú anh chị, yêu thương ủng hộ nè. Bầu Sô Hy Lê nè, quay là quay bầu là phải quay bầu Sô Hy Lê nè nó, chứ gọi cái kiểu bầu mà bầu heo là em không quay nha, đặc biệt là kênh của em là kỵ quay heo. Em không bao giờ quay heo, bởi các bả làm sao cô chú anh chị, bả ganh tị. Chắc có lẽ là bả ganh tị, không có được cho bả lên hình hay sao á, thì bả ganh tị hay sao á, bả không thích hay sao á. Mà bà này cũng ác thiệt, con heo tai xanh này, em nói chị á, chị bớt bớt lại bà, mình nói đúng sự thật một chút xíu nha. Chị dẫn dắt câu chuyện làm phía bên những cái con lăng quăng của chị á, nó hiểu sai về em, thật sự là tội nghiệp cho em lắm chị heo ơi. Hôm trước á, chị nói rằng á, là em sợ chị, em chạy dắt giò lên cổ, em bỏ chạy gì đó, em lên xe em bỏ chạy gì đó, em chạy mắc dép gì tùm lum hết trơn á, làm cho những cái tụi lăng quăng của bên chị á, bắt đầu nó từ đó mà nó dựa vào những lời nói của chị, bắt đầu nó dẫn dắt câu chuyện, nó cho rằng em sợ rồi em chạy đó. Mới vừa hôm qua có, em có nghe được trên YouTube có một anh trai đeo mắt kính đội nón đồ ở dưới quê á, ở dưới quê đó, thì anh ta thì kênh cũng nhỏ xíu à, em xin phép em không chia sẻ kênh, mình chia sẻ khác nào mình bị a cho anh ta, mình nghe mình nói gì thôi. Thì cô chú anh chị mình yêu thương tài, thì cô chú anh chị mình chia sẻ cái bài này ra rộng rãi ra để đến tai của anh ta.
anh ta gọi em bằng em à, thì bây giờ em cũng gọi anh bằng anh cho nó lịch sự. À, anh nói tôi á là tôi sợ heo tai xanh à, chạy dắt giò lên cổ và cũng như chạy mắt dép. Và bên cạnh đó thì anh nói á, là thằng đàn ông mà ăn hiếp heo tai xanh, trời ơi, anh bị gì anh? Anh có não không? Trước khi anh nói á, thì anh lụm cái não lên, anh gắn vào cái đầu của anh để bắt đầu anh suy nghĩ ra, và anh đọc sách trước khi anh hoặc là anh coi video trước khi anh nói cái gì, anh phản biện cái gì và anh binh ai, binh cái gì, binh cho nó đúng. À, tôi không có đụng chạm gì tới heo tai xanh cả, heo tai xanh tự nhiên cái đùng đùng đâu cái lên kiếm chuyện với tôi rồi bảo tôi là ăn hiếp bả. Trời ơi, cái thây của bà bự quá trời mà ai ăn hiếp bà được. Hôm bữa bà đi tới mấy người lận, mấy thằng đàn ông theo bà lận, chứ không phải một mình bà đi đâu ông nội ơi. Ông bớt bớt lại, ông xàm dừa thôi, ông đừng có chửi bậy, ông đừng có bất chấp quá. Kênh ông nhỏ cái ông kiếm chuyện với tôi, kênh ông nhỏ ông kiếm chuyện với tôi để tôi khui cái kênh ông ra để ông được nổi tiếng hả? Cái đó là nằm mơ đi cưng, nằm mơ đi ha. Cho dù ông chửi tôi đi chăng nữa, cho ông chửi đó, nhưng mà cô chú anh chị cộng đồng mạng đều biết hết sự việc nó như thế nào. Tôi nhìn cái kênh của ông, cái view của ông á, ông kiếm view của ông á thì chẳng có được gì đâu, lèo tèo vài view thôi, ông kiếm chuyện với người ta để ông được kiếm chác hả? Nói nếu cái đó là làm, tôi chấp nhận cho ông làm, ông ủng hộ heo tai xanh gì đó, đó là chuyện của ông, nhưng nói phải đúng sự thật. À, ông nói tôi ăn hiếp heo tai xanh, đằng nào tôi có chửi heo tai xanh trước hay không, hay là con heo tai xanh nó lên nó chửi tôi rồi xong đó tôi mới phản biện lại, nói những lời hay lẽ phải. Tôi không có chửi nha, tôi chỉ nói lại, tôi chia sẻ lại thôi và nói đúng là sự thật thôi, chứ tôi không bao giờ nói sai. Ông nói tôi ăn hiếp là ăn hiếp chỗ nào, cái thây con heo nó bự như vậy mà tôi ăn hiếp chỗ nào ha? Nó đòi liếm tôi đó, ông thấy không? Nó đòi đó. Ở tại 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 sao em về vậy Tài? Mừng quá, trời ơi, quá mừng gặp em, mừng quá. Trời, tiếc rằng á, cái đó là cái đám ma chứ phải cái đám khác á. Chị có thời gian là chị lợi gặp em rồi, chị liếm em rồi. Trời ơi trời, cô chú anh chị ơi, thấy không ạ? À, ai ăn hiếp ai? Em có lên video em nói bả là ừ trời ơi bả tới như vậy vậy em có không, mà nó còn nói như vậy nữa nè cô chú anh chị, nó nói em á là chầu trực ở đám tang để quay. Xin lỗi nha, xin lỗi một cái người anh đã từng chia sẻ ngày hôm qua và cũng từng chửi em như vậy, gọi tên Tài 66 và cũng nói cho những người bên kia, những tụi lân quân bên kia, và nói luôn cho heo tai xanh một lần nữa bớt dẫn dắt câu chuyện lại. Thằng Tài nó tới là nó quay chủ yếu là quay Hồng Loan cái ngày hôm đó chứ không phải là quay heo, hiểu chưa? Tới là quay Hồng Loan chứ không có quay heo nha, rõ ràng không quay heo, kênh tôi là không có quay heo đó. Bớt lại nha anh trai ở dưới quê, và cũng như là cái tụi lân quân bên kia, bớt bớt lại, bớt lại. Ngày hôm đó tôi không có chầu trực gì chân á, là tôi ở bên nhà số 5 ha, tôi ở bên nhà số 5. Tôi nghe tin là Hồng, cái người này á, là cái người gì đó, người tài xế gì đó của Bắc Nam ngày xưa, thì tôi nghĩ rằng chị Loan sẽ qua viếng ha, nhưng mà chị Loan do việc bận gì đó, chị Loan chỉ gửi vòng hoa thôi, chị Loan không qua viếng. Thì tôi qua là tôi đợi chị Hồng Loan, tôi quay chị Hồng Loan, tôi quay video để cho chị Hồng, quay Hồng Loan để cho cộng đồng mạng, cô chú, những người yêu thương Hồng Loan thấy được hình ảnh của Hồng Loan, chứ không phải là tôi đến tôi chầu trực là để tôi quay heo, và cũng như là quay ông sạc, quay con da, quay bà khọt xèo, cũng như là tiểu cương thi đó, cũng như là con kim hô đó, tôi thấy hết á chứ tôi không thấy, nhưng mà tôi không quay, tôi không có chầu trực. Điện thoại của tôi á là điện thoại nó để dành quay những người yêu thương chứ không phải là để quay heo, rõ ràng nha, ok chưa? Chia sẻ từ từ, rõ ràng quá rồi, nghe cho từng lời từng chữ cho nó rõ nha anh trai ở dưới quê ha. Anh bớt lại, và anh nói như vậy nè, anh nói tôi á là nhục nhã, tôi là ăn hiếp heo tai xanh. Anh thấy tôi có ăn, tôi có hiếp heo tai xanh hay không? Hay là heo tai xanh nó ăn, nó đòi liếm tôi, nó đòi hiếp tôi? À, hôm đó là heo tai xanh đi với mấy người anh trai nữa nha, mấy người đàn ông nữa chứ không phải đi một mình đâu. Anh có biết được câu chuyện không? Anh có ở ngay chỗ đó hay không mà anh nói như đúng rồi vậy? Và anh nói như thế này nè, tôi là hèn, tôi là nhát thế này thế kia, gặp heo tôi bỏ chạy. Ủa, chị Hồng Loan không tới thì tôi về, tôi ở đó tôi làm gì? Tôi không quay gì hết, tôi không quay đám tang. Anh lên kênh tôi anh coi rõ ràng, đám tang ngày hôm đó tôi không quay một cái video nào hết và cũng không quay một người nào hết. Đó, tôi chủ yếu là đến là quay Hồng Loan, quay Hồng Loan xong là tôi về, còn không có Hồng Loan thì tôi về là chuyện bình thường. À, có gì đâu. Tôi quay là tôi quay chị của tôi, quay chị Loan của tôi. Ok chưa? À, còn anh nói là tôi hèn, tôi nhát, tôi ăn hiếp phụ nữ, tôi ăn hiếp heo tai xanh. Cái câu đó thì anh nên nói lại và anh phun nước bọt bỏ đi, rồi anh xin lỗi anh nói lại. Tôi không bao giờ ăn hiếp ai hết trơn á, nó không ăn hiếp người ta thôi chứ tôi dám ăn hiếp ai? Trời ơi,
anh xin lỗi lại đi anh, và anh nói lại đi ha. Và bên cạnh đó anh còn hùng hùng hổ hổ anh hẹn tôi, anh nói anh cho tôi cho anh cái hẹn đi, gặp tới nói chuyện phải trái trắng đen, anh làm gì vậy, anh tới anh liếm tôi nữa hả, anh dọa tôi nữa hả. Trời ơi, ngày nào tôi cũng ở số 5 Đoàn Thị Điểm hết trơn á, đối diện là quán cà phê là số 6 Đoàn Thị Điểm, anh muốn thì anh tới chứ hẹn gì nữa. Ai cũng biết tôi, ngày nào tôi cũng ở đó hết trơn á, ngày nào tôi cũng quay thần tượng của tôi á, ngày nào tôi cũng chờ đợi Hồng Ni thần tượng của tôi để tôi quay cho cộng đồng mạng coi. Tôi quay luật sư Tuyết Ngọc nè, quay Hồng Loan nè, quay bùm bùm nè, quay hủ tiếu bùm bùm nè, ngày nào tôi cũng ở đối diện số 5 là số 6 Đoàn Thị Điểm, quán cà phê đó mà mọi người hay gọi là cà phê 60 tỷ đó. Thì anh thích thì anh tới, ngày nào tôi cũng ở đó hết trơn á, cần gì hẹn hò gì nữa, không cần phải hẹn nha, ok anh chưa, không cần phải lên lịch gì hết trơn á. Cái công việc của tôi hàng ngày là tôi vẫn ở đó, tôi chia sẻ thông tin ở đó. À, muốn thì tới, anh tới thì bây giờ anh uống cà phê tự trả tiền nha, chứ không có ai bao đâu. Và tới thì cứ gặp nói chuyện bình thường thôi, tôi chẳng có sợ gì anh chân, anh đừng có dọa tôi. Mà nói chuyện cái kiểu anh á, đeo mắt kính vô làm gì anh hả, tháo mắt kính xuống cho nó lịch sự, mình người đàng hoàng học thức mà, cho người ta thấy con mắt của mình coi, anh đeo mắt kính vô anh nhìn làm nhìn ai, láo liên nhìn ai. Trời ơi, cái kênh của anh á, tôi nhìn vô tôi nổi sải anh ơi. Anh lên anh hù dọa hết người này tới người kia, cho cái hẹn này cái hẹn kia. Xin lỗi anh nha, cái cuộc sống này á, chưa biết ai hơn ai ha. 70 chưa gọi là lành, 30 chưa phải là Tết đâu hả. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, chứ mình đừng có tưởng là mình hay, mình là anh hùng ha. Mình nhìn lên, mình ngước mặt xuống đất á, thì có thể hơn một số người ha, nhưng mà mình ngước mặt lên cao chưa chắc gì mình đã hơn người ta đâu. Anh đừng có làm như vậy ha. Mình sống mình chia sẻ sao cho nó đúng, và mình cứ từ từ thôi, mình đừng có hổ báo cáu tròn quá. Trời ơi, anh xăm hình á, anh hù dọa hả, anh hẹn hả, anh kêu cho cái hẹn hả. Trời ơi, em sợ quá anh ơi, em sợ quá, em nổi sải với anh luôn, em sợ thật sự, em sợ luôn á. Chưa chắc đâu anh ơi, chuyện gì á, chuyện đâu còn có đó nha, đừng có hù, đừng có dọa. Nói chung á, bên cạnh đó em thấy nữa cô chú anh chị, có con heo tai xanh vô bình luận trong cái kênh của anh đó nữa, nói gì nè, ảnh hẹn á, ảnh hẹn em là cho cái hẹn đi, rồi anh tới anh nói chuyện phải trái trắng đen gì đó, cà phê cà pháo gì đó. Heo tai xanh nó vô bình luận, anh có tới gặp nó anh hú em nha. Trời ơi trời, làm gì hai người tới liếm tôi hả. Nó vậy đó, ai ăn hiếp ai, ai ăn hiếp ai, anh nói đi, ai ăn hiếp ai. Tôi ăn hiếp anh hả, tôi ăn hiếp heo tai xanh hả, tôi có hẹn tôi có hú gì ai không, tôi có đòi tới nhà ai hay không. Trời ơi, tự nhiên cái anh lên sùng sồn lên anh đòi, anh kiếm tôi. Heo tai xanh nói anh á, là có đi kiếm tôi á, thì hú nó đi theo, theo làm gì, người liếm bên trái người liếm bên phải hả, đúng không, muốn liếm lắm hả, thèm tôi lắm hả, muốn liếm tôi lắm hả. Trời ơi, tính chứng tỏ dạo này thịt tôi nó thơm hay sao á, ai cũng đòi liếm tôi chứ, khổ quá cô chú anh chị. Đây nè, em nổi sải với mấy người này luôn, ai cũng đòi liếm em hết. Liếm thôi nha, đừng cắn, tội nghiệp em đâu có làm gì đâu, em nói những lời hay lẽ phải, em nói những cái đúng không à, đừng liếm em, tội nghiệp em nha. Rồi ôi em sợ quá anh ơi. Số 5 Đoàn Thị Điểm nha anh, cà phê 60 tỷ là số 6 á, là số 6 Đoàn Thị Điểm đó, ngày nào em cũng ở đó hết trơn á, anh cứ tới là gặp em, tới là gặp em, ok mình ngồi mình nói chuyện bình thường không gì hết nha. Đó, một vài lời gửi đến cái anh YouTube mà gọi là YouTube mới mới nhú, YouTube dơ, YouTube mà nói không đúng sự thật đó, tôi nói thẳng vô mặt anh vậy đó, tôi chẳng có sợ gì anh đâu đó. Trời ơi anh bớt lại anh ơi, tôi sợ quá anh ơi. Và một thông tin nữa cả nhà ơi, chuyển qua thông tin khác đi, bỏ thông tin con heo qua đi. Thật sự mà nói không, con tin heo với lại cái anh YouTube mà mới nhú đó, em nói chuyện mà em mắc nội sải với họ quá cô chú anh chị, dẫn dắt câu chuyện mà xà lơ gì không à. Đó, tự nhiên cái lên kiếm chuyện người ta không quay cái tức à, mà tự mình á chưa thấy á là con heo tai xanh nha. Thật sự em thấy em cũng nể bả luôn, không biết bả là cái loại gì á ha, bả là cái loại gì á, tự nhiên cái lên nó tự nhận mình là đống cứt, tự nhận mình là đống cứt. Tại ở tại chị ngồi chỉnh ảnh như đống cứt rồi sao không lại quay chị. Ơi ơi, tự nhận mình là đống cứt mà kêu em lại quay, không lẽ em quay đống cứt. Con người người ta làm YouTube là quay, là quay thông tin, quay người không quay heo, và cũng không quay cứt à, ok chưa, không quay cứt nha. Đó, kêu mình là tự nhận mình là đống cứt thì ai mà quay, người ta phải chạy chứ, nhìn cứt là người ta chạy chứ, dơ giấy bẩn thỉu thấy mờ gớm à.
cứt thì chỉ có những cái con lăng quăng, những cái tụi dê, tụi bọ bên kia nó bu thôi ha, nó mới mê cứt. Còn người á như em á làm YouTube á là em quay Hồng Loan, quay thần tượng của mình, quay những người yêu thương của mình, ok chưa? Rồi qua chuyện ha, hết chuyện nha. Đảm bảo là cái ngày hôm đó là không quay đám tang, không quay da, không quay sạc, không quay kim hô, không quay khọt xèo, không quay tiểu cương thi, và cũng như là không quay cứt, cũng như là không quay heo, ok chưa? Chỉ quay Hồng Loan thôi, không có Hồng Loan thì tôi về chứ chẳng có sợ gì hết. Chốt chưa? Rồi kết thúc chưa? Được ha. Đó. Rồi qua giờ qua câu chuyện khác này cả nhà, câu chuyện mà thật sự rất là nóng hổi. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua thì nguyên một đám ở phía bên kia, mẹ con nhà gia lên trên mộ nửa đêm của chú anh chị, ông sạc ông có quay được đâu đó hình như là 3 phút trên cái kênh YouTube của ông ta. Ông sạc lên đó, chỉnh chỉnh rồi thắp nhang không biết làm gì mà lên ban đêm của chú anh chị lên thì cả nhà mình cũng biết rồi. Ngày xưa cả nhà mình còn nghe cái câu nói của mẹ con dê không cả nhà, đó là mẹ con dê gọi là con dê chúa nói gì cả nhà, đã từng nói ừ cái xác nằm đây nó thối rữa, nó hôi thối gì đó, cả nhà mình còn nhớ cái câu nói đó không ạ? Nhớ chứ đúng không cả nhà, rất là nhớ đúng không? Còn như in khán giả mà yêu thương mà quan tâm theo dõi từ đầu drama tới giờ thì cái câu nói của bà ta đó xúc phạm tới cố nghệ sĩ và nói như vậy thật sự không có hợp lý tí nào ha. Ở đây chỉ là một cái xác thối rữa hôi thối gì đó đó, vậy mà ngày hôm nay lên trên mộ để làm gì? Em nghe ông sạc á, thì ông nói á, Linh ơi Linh về phù hộ cho gia đình nha, Linh ơi Linh. Trời ơi, không biết ông sạc ông là cái thứ gì cô chú anh chị, là cái thứ gì trong gia đình của cố nghệ sĩ? Không là cái thứ gì cả ha, không là cái thứ gì cả. Còn em nghe nói đâu đó loáng thoáng á, ở phía sau thì nghe con dê nó kêu, nó nói là về phù hộ gì đó để vạch trần sự thật gì đó, lột tả sự thật, vạch trần sự thật gì đó cô chú anh chị. Đúng đó, nó kêu nói gì là câu nói đó là đúng đó cô chú anh chị. Bác Năm ơi, cố nghệ sĩ ơi, cố nghệ sĩ Vũ Linh ơi, hãy về gọi là vạch trần cái bộ mặt về những người giả nhân giả nghĩa, những người mang danh là em út con cháu khác họ mà đi giành tài sản với con của bác Năm á, hãy cho nó lộ ra, và cũng như là cho thân bại danh liệt nhiều hơn nữa. Hãy về bẻ cổ những đứa mà gọi là dành nhà cho ở nhờ đó, nó những người đó đó mà gọi là tàn nhẫn tàn ác đó. Chứ bên kia của nhà em nghe đọc, em đọc được những cái bình luận ở phía tụi bên kia, trời ơi cô ơi cô, anh ơi anh, nhìn thấy gia đình ruột thịt của mình lên em cầm không được nước mắt. Trời ơi em nói nghe em đọc mà thật em muốn muốn gọi làm tiêu chảy luôn cả nhà, đọc mà muốn tiêu chảy với những cái bình luận của bên kia luôn á. Gia đình ruột thịt mà đi lại lấy dành nhà cho ở nhờ. Cô chú anh chị mình á, mới ngày hôm qua hôm kia nè, trên cái nick Facebook của cô Trà Hoa Nữ mới vừa chia sẻ một cái đoạn clip là lúc mà mẹ con nhà Gia chuẩn bị ra khỏi nhà đó, trời ơi nguyên một cái thùng vàng thùng tiền của chú anh chị người ta giấu ở dưới gầm giường á, mở cái dở cái gầm giường ra giấu, rồi mà làm cứ từ từ cô chú anh chị cứ đếm tiền đếm vàng ở nhờ, mà tiền vàng quá trời luôn, quá trời luôn cô chú anh chị. Chắc có lẽ là ở nhờ không không có tốn một tí gì hết, những cái công việc làm của họ đi hát hò đi diễn gì gì đó là họ lãnh trọn, họ ăn hết, họ không phụ gì hay sao á, mà sao tiền đi ở nhờ mà tiền quá trời. Thường những người ở nhờ đó là những người gọi là nghèo khó nghèo khổ, họ không có tiền đi mướn thuê mướn nhà thì mới cho ở nhờ ở đậu ở ké đó, nhưng mà không ngờ ở nhờ ở đậu ở ké mà tiền nhiều hơn cái người cho ở nhờ nữa cô chú anh chị đó, cái nhiều hơn cái người chủ nữa cô chú anh chị thấy không, dở cái gầm giường lên quá trời tiền luôn, tiền đô tiền việt rồi vàng vòng bông tai rồi đủ thứ tiền của chú anh chị. Ôi trời ơi, em thấy bác Năm á, là quá hiền quá nhân từ quá giàu lòng yêu thương luôn, nhưng mà dở lẽ ra là như vậy đó cô chú anh chị, thấy rõ ràng không? Và ngày hôm qua đó thì em có coi cái clip đó thì em thấy mẹ của con dê đó, mẹ của con dê đó, tôi cấm nha, tôi cấm mấy người quay hình ảnh của tôi nha, hình ảnh tôi mà đưa lên mạng là không xong với tôi đó. Trời trời bây giờ nó lan truyền trên khắp thế giới luôn rồi ở đó mà không xong với lại không xong gì cô chú anh chị, bây giờ hình ảnh những cái hình ảnh mà gọi là tiền vàng ở dưới gầm giường đó bây giờ đi khắp thế giới luôn rồi, ai cũng biết cái bộ mặt của mẹ con nhà dê rồi chứ đâu phải không biết đâu cả nhà. Vậy mà có những người á, là lên binh bất chấp, lên binh bất chấp luôn, nhìn cái mặt bà ta đó, bà ta cười người ta ghê lắm cô chú anh chị, thấy ghê lắm, nói chung là nhìn cái điểu giả
nhìn cái mặt là thấy không ưng rồi ha. Ngày tối hôm qua thì lên trên mộ không biết có làm cái gì không thì em cũng không biết nữa. Em hy vọng là chị Loan sẽ chết cam lại, tại vì trên mộ của bác Năm có một cái cam nó nằm ở phía góc á, nằm ở phía góc có một cái camera, thì em hy vọng là chị Loan sẽ lên trên mộ check camera lại, lấy đó là bằng chứng nếu mà mẹ con nhà Gia và cũng như ông Sạc và những người có liên quan đi theo vào cái đêm hôm qua mà có làm cái gì bậy bạ trên mộ đó, thì đó sẽ là cái bằng chứng trước tòa sau này luôn ha, và tố cáo mẹ con nhà Gia. Còn nếu không có thì thôi, nếu không có thì thôi không sao hết, ok bình thường. Mà em nghĩ cũng lạ cô chú anh chị, mang danh đó ở bên kia nó nói là gia đình ruột thịt mà tại sao không dám đường đường chính chính đi vào ban ngày đó, có gì đâu cô chú anh chị, sợ gì mà không dám đi ban ngày. Có người bảo là sợ YouTube, ủa mắc gì mà sợ, dám thẳng thắn dám nói là gia đình ruột thịt mà sợ gì YouTube, đúng không cả nhà? Sợ gì, cứ hiên ngang mà đi thôi, mình làm việc đàng hoàng trong sáng thì không sợ gì hết, cho dù ai nói gì thì nói, mắc gì mà sợ, người ta nói thì mình không có làm gì thôi, đúng không cả nhà? Trời ơi, thấy Hồng Loan đi ban đêm nó bắt chước đi ban đêm theo, Hồng Loan làm gì là làm theo, như Hồng Loan là đi từ thiện cũng đi từ thiện theo, Hồng Loan đi diễn đi hát giao lưu đó, bắt đầu nó cũng Hồng Loan có một show tụi nó cũng có một show rồi tụi nó cũng diễn cũng hát theo, Hồng Loan đi lên mộ ban đêm tụi nó cũng lên mộ ban đêm của chú anh chị, toàn là đi theo đi làm theo thôi, thấy Hồng Loan làm gì là bắt đầu nó làm theo cái đó, cả nhà mình thấy không, quá trời là hết sức là tào lao xem biết đau xà lơ gì không cô chú anh chị, quá là xà lơ luôn. Mà cái người xà lơ nhất là ông Sạc, em nghĩ là ông Sạc ổng là cái thứ gì á, cái thứ gì trong gia đình của chú anh chị, không có một chút uy tín, không có một chút cái gì hết trơn á, mà em nghe đồn đâu á là cái người thân gì của ông Gia đó là ngẫm rồi, ông Sạc chuẩn bị kỳ này thì ông Sạc với lại ông Gia chắc kết hợp nữa cô chú anh chị, kết hợp với nhau để ấm ở đây ha, có thêm một cái đám nữa rồi, có một cái một đám nữa để thầu nữa cô chú anh chị. Em nghe đồn là ai đó ngẫm rồi, rồi ông Sạc ông đang rất là mừng ông Sạc với ông Gia đang rất là mừng cô chú anh chị ơi. Đó đó là vài thông tin mà em muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình, và cũng gửi đến cả nhà mình đó, là ngày hôm qua thì hy vọng là chị Loan sẽ check cam lại để thấy được hình ảnh của mẹ con nhà Gia lên trên đó làm cái gì, có bậy bạ gì hay không, và gửi đến heo tây xanh bớt bớt lại đừng có dẫn dắt câu chuyện tội nghiệp em quá ha, em đâu có đụng gì tới chị đâu mà chị chạm em hoài, chị đòi liếm em hoài, và cũng như là cái anh trai gì ở dưới quê đó anh bớt lại ha, mình nghe kỹ và mình nghe rõ sự việc rồi mình hả lên mình nói mình chửi. Anh chửi đúng em không có phản biện đâu, anh chửi em đúng đi rồi em không bao giờ nói chứ, nhưng mà anh chửi sai hoàn toàn hết rồi anh trai à, anh chửi sai hết rồi, anh ở xa anh không có ở thực tế ở một cái đám tang, anh không có ngồi ở chỗ đó, hôm đó anh không có ngồi ở chỗ cái đám tang nên anh không có biết được cái sự việc đâu ha, anh đừng có nghe cái gọi là cái lời nói một phía của con heo ha, con heo nó muốn liếm em á, anh cũng muốn liếm em nữa, ai cũng muốn liếm em hết, tội nghiệp em quá, da em bây giờ nó mỏng hết rồi, ai cũng đòi liếm em hết rồi xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn mình đã quan tâm theo dõi ha, một lần nữa thì em cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương ủng hộ em rất là nhiều, xin chào ạ.